đội xong còn nửa đội nữa cái ta nữa không ông đội mình đang nói đội mình chồng delay. Delta nó bị delay. Còn đội kia lại bị đổ nước và dìm cho. Coi như là rút ra là kiến cho nước rồi là kiến bị rút nước. Còn chị có hai người bị mất giày. Nó giày. Kiến bò lại bị mất kiến 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 nó bị dìm nước dìm. Có bị lật thuyền à? Một cái bị trôi, một cái bị gãy. Quay thử thôi anh. Quay thế được rồi, đi nếp mình.